Châu Anh đang làm gì đấy? Ơ cho anh, tôi chết rồi, đứng dậy. Không nghịch thì con. Cho câu cá lại ngồi nghịch rửa rổ thế à? Nào, ngồi vào ghế của cụ nhanh. Ghế cụ Thảo đâu? Cần câu đâu? Cần câu bố Quân làm cho đâu? Thôi không rửa thế. Nhanh, cầm lấy. Nào con câu thử xem mẹ nhìn thấy con câu được con gì không? Nhanh. Nào câu thử xem nào. Ôi nhiều phết nhỉ. Nào câu đi. Con gì đây? Con vịt đúng rồi. Con vịt cạp cạp đúng rồi. Nhưng mà cầm lên xong bắt đầu xách nó ra. Xong bỏ xuống rổ. Để thế con không ấy được đâu. Cầm cái cần câu lên, tháo nó ra. Sau đó bỏ xuống rổ, tí nữa mẹ mổ thịt cho ăn. Tháo ra đúng rồi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Ừ. Nào câu tiếp đi. Con gì? Ừ, nè con câu con cá thì tối mổ thịt nào. Ngồi xuống, ngồi tử tế. À con câu con cua, cua để mổ nhá. Xem có câu được con cua không. Đâu câu đi. Câu. Câu mà ai chơi trò bắt thế. Ừ, bỏ xuống câu. Mình đang chơi trò câu cơ mà. Ừ, nào ngồi xuống câu. Mình phải câu cho lịch sự chứ. Nào ngồi xuống câu. À, dịch lại. Không, không chơi múc thế đâu. Nào bỏ xuống. Nào, thế Châu Anh của mẹ câu nào. Châu Anh của mẹ câu cho mẹ mấy con cá nào. Hay câu con hải cẩu đi. Câu hải cẩu nào. Ờ được, câu con cá đi. Con cá béo nhỉ. Con cá gì đấy? Con cá gì đấy? Con cá chép á. Ai bảo con cá chép đấy? Ai dạy con đấy là con cá chép? Con cá chuối đâu? Thế con câu con cá chuối cho mẹ. Đâu, cho anh câu con cá chuối cho mẹ nào. Nào, nào nhanh. Câu con cá chuối cho mẹ nào. Nhanh, mẹ thèm quá rồi. Đói quá rồi, phải cần ăn thịt cá thôi. Nào, hay câu con rùa định được. Ừ, con rùa đi. Ủa, con rùa này có vẻ béo ấy. Đó, câu. Béo. Ơ, bà câu con mà lại bắt làm gì? Rùa. Ừ, con rùa nhưng mà phải câu cơ. Bỏ xuống không? Đúng rồi, ộp xuống ấy. Câu lên, câu đi con. Câu. Câu. Nào cầm vào tay cho vào rổ. Cầm vào tay không cho vào rổ. Để thế làm sao mà nó rơi được xuống. Ui rồi. Làm nào rơi, ờ nào. Làm nào nó rơi được xuống. Làm nào.
công nhận giỏi thật. Tiếp nào, cho anh câu con mực đi. Ờ, con bạch tuộc được. Giỏi nhé. Hả? Ờ, chép, à, tiếp tục, quên, ở mẹ lại tưởng là chép. Nào, tiếp tục, con gì đây? Con tôm gì? Con tôm hùm à, to nhé. Ôi trời. Dạ. Ừ, ngon nhỉ, tối nướng nhá. Tiếp tục. Ơ, câu không được bắt. Không được bắt. Không được bắt, mẹ mà câu cơ mà. Mẹ chả chơi trò bắt đâu. Ừ, nhưng mà mẹ không chơi trò bắt đâu. Ừ, nhưng mà không chơi trò bắt. Câu tử tế. Nào, cần câu lên nhanh. Con gì đấy? Con cá mà. Con cá gì? Chuối. Ai bảo con là con cá chuối? Ai dạy? Mẹ dạy. Mẹ dạy á? Mẹ có dạy con cá chuối đâu. Bà nội chứ. Con gì đấy? Con hải cẩu, đúng rồi. Hải cẩu béo không? Béo lắm, ừ, lắm thịt nhè. Con cá gì nhỉ? Con cá đỏ, đúng rồi. Không biết con cá gì, con cá đỏ, đúng. Hết chưa? Hết chưa? Con gì? To nhè. Còn con gì nữa? Con cá vịt. Đúng rồi, nhưng mà đây là con thiên nga con ạ. Gần giống con vịt, nhưng con thiên nga. Con gì nữa? Úi cẩn thận. Úi cẩn thận. Con gì đấy con? Con cá. Cá gì? Con cá gì nhỉ? Con cá này nhỏ, thế là con cá gì? Con cá gì nhỉ? Con cá gì nhỉ? Con cá chua anh nào? Ừ, đứa nào dẫm đây? Đứa nào dẫm đấy? Thôi chết rồi. Đứa nào dẫm nát con cá của mẹ. À thế cho anh hát bài em đi chơi thuyền đi. Đang đi câu cá mà. Em đi chơi thuyền đi. Mình lại đổ vào đi. Mình lại đổ, bây giờ đổ vào lại câu tiếp. Cho anh hát bài em đi chơi thuyền đi. Thế chú anh hát em đi chơi thuyền đi. Nhanh lên, bỏ cái rổ xuống con. Em đi chơi thuyền đi. Hát to lên. Thuyền em. Thuyền con. Con gì nhỉ? Đúng rồi, nó bơi. Bơi. Ma dặn em. Hạt vỡ hạt vẩn. Thế con hát bài khác đi. Con hát bài gì nhỉ? Ờ được, con cò bé. Nào, con cò. Con cò. Bé. Bé. No. Đậu. Tiếp. Okay. Tiếp theo. Đi không? Không, bố mẹ biết đi rồi. Đi em. Mẹ em chào mẹ em. Cũng biến mẹ chỗ yêu. Hôm nay. Mẹ yêu. Thế còn bài gì nữa? Mày gì nhỉ? Đó lên ba chở đi lâu lâu cho em bố nhé. Ừ, được. Chở lên ba đi. Chở lên ba chở đi lâu lâu cho em cháu đi chứ. Không nghe mẹ chẳng thể chạy
Còn bài gì nữa nhỉ? Mèo 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 đi. Nhìn thẳng. Đúng rồi. À thế Châu Anh hát cho mẹ bài à đêm qua mơ gặp bác Hồ đi nào. Đứng dậy múa thử bài cho đêm qua mơ gặp bác Hồ mẹ nghe nào. Bà nội dạy như thế nào? Thôi cẩn thận nhá. Bà nội dạy như thế nào nhỉ? Là đêm qua như thế nào? Dâu bác già như thế nào? Bỏ tay ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Bác gật đầu, ốc thiếu. Đúng rồi. À thế một đàn tàu. Dinh 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 dinh. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô Châu Anh giỏi quá. Cằm của cháu á, cằm cháu bị muỗi đốt đấy. Nè, đâu cằm bị muỗi đốt đâu con? Cằm, 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 cằm. Đau không? Đau lắm nhỉ. Nào cháu lại tiếp tục câu cá đây. Hai con liền. Hai con gì đấy con? Hải cẩu với con gì? Đúng rồi, hải cẩu với con bạch tuộc. Luôn. Thôi đừng có ba ấy nghịch nước thế con. Thì ông lợn ra ông lợn mắng đấy. Đổ hết nước ra đây rồi. Hôm nay mẹ chiều mẹ cho nghịch thế đấy. Đấy lại bắt đầu nha. Bỏ xuống bỏ xuống bỏ xuống. Mẹ gọi ông đấy. À thế con có chơi với các bạn không? Thế con rủ các bạn đến chơi xem nào. Và các bạn ơi là đến chơi cá câu cá với tớ đi. Có chơi câu cá đi. À thế sáng nay con đi đâu nhỉ? Con đi đâu? Sáng nay con đi đâu nhỉ? À phải sang Cụ Tùng đâu. Sáng nay con đi sang Cụ Tùng đâu. Đi đâu? Đi siêu gì? Xong... Đúng rồi, chơi nhà bóng. Xúc cát, đúng rồi, còn gì nữa? Câu cá, còn gì nữa? Nhìn thẳng. Nhìn thẳng không? Còn gì nữa nhỉ? Hả? À, cầu trượt, đúng rồi, cầu trượt, còn gì nữa? Nhà bóng, đúng rồi. Sao con? Sao con? U ngã 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 ngã. Con cá gì đây con? Con, đây là con cá gì? Đây là con cá gì? Thôi đừng im. Cháu cho nó chơi câu cá. Vâng ạ, cháu chào bà. Vâng. Ôi, bụng ai mà to kìa. Bụng Châu Anh ăn gì ấy? Ăn dưa hấu á. Ăn dưa hấu to nhỉ. Ui dồi ôi. Thế tí Châu Anh ăn sữa chua không? Anh chua.
Ừ, rồi thế con ngồi sang ghế, ngồi sang bên này, ngồi sang bên này đi, nếu không là muỗi nó đốt cho. Úi dồi, bạn Châu Anh ơi, mượn con gì? Con cá gì? Trả câu được con gì thế? Mượn con cá gì? Đấy là con gì? Hải cẩu, đúng rồi. Nhưng mẹ tưởng con mượn con cá cơ mà. Ăn cua nha. Ăn cua để nướng nha. Nướng không? Nướng. Ừ, nướng. Đây con cua này to này, con cua này mới to này. Con cua này to lắm. Ừ, con cua này to lắm. Con này chắc lắm thịt lắm. Ai ấy? Ai ấy? Bà Hương làm gì ấy? Tắm. Bà Hương tắm à? Bà Hương đang nước phải tắm cho bà. Nó bảo bà Hương tắm. Đây là con gì vậy? Đây con gì nhỉ? Con cá. Cá gì bé xíu thế? Lúc nãy ăn hết mì không con? Ăn hết mì, ăn hết một bát dưa hấu nữa. Kìa kìa con gì cắm cắm cả giữa cằm này. Vâng, hôm qua bị chắc con bọ chó cắn. Nay xong để lá bọ chó mà. Sao gì đâu? Hả? Sao đấy? Mua nhiều đi. Hả? Cháu đang làm gì nhỉ? Nhiều đi. Mẹ đang quảng cáo à? Hả? Đang cho Châu Anh quảng cáo à? Này ghê quá nhỉ. Câu cá, câu cá, câu cá là cháu đang câu cá. Đó, thế giờ thì phải đi bên kia hơn 50 nghìn. Con gì nhỉ? Con rùa. Đúng rồi, con rùa này béo hay không? Béo. Béo nhỉ? Béo lắm. Ừ, béo lắm. Ướt quả đá mà chết. Ướt tí sẵn. Bà có cái tay này, bà xiên cho xem nhé. Nó ghê lắm. Ghê lắm à? Ừ, ghê lắm. Con gì đấy? Con gì đấy? Con gì? Mẹ vừa bảo con gì nhỉ? Tao không về 50 nghìn. Con gì? Thiên Nga mà. Đúng rồi, con Thiên Nga, thấy chưa? Con cứ dùng đẻ lúc nãy tôi bản thả lại mẹ xuống chứ. Mẹ đi ra mẹ dùng. Mẹ không nói chuyện ở đây. Dùng nó phát trực tiếp tí vào đi. Tao bị đái đây, đừng quay được đập. Hay là tao bảo bố mày dơ cho. Bây giờ có người chào con. Mẹ đi chơi đi. Mẹ đi đi. Mai bọn con cứ đi, ai đi đâu? Mai bọn con đi làm, ai trông? Con gì đây? Con cá chép. Ừ, đúng rồi. Trả tiền đây cho ai. Bảo cô Hà nào. Gì? Mày câu cá thì mày chứ không mày đi bớt. Đừng lấy cá của Châu Anh. Để con để cháu thế nào. Ừ, để cháu câu. Bố có đưa tiền à? Không có tiền mà. Đưa con đi quần áo đâu. Cầm con lấy con áo đi, mẹ cầm được món gì không? Con vật thủy. Đi nhà mai mày đi à, đi nhà mày đi cắm rồi. Này ướt át không rồi anh, người ta rồi. Này cho vầy tí nữa tắm. Ô, mẹ vừa bảo là không được hất nước thế cơ mà. Mẹ bảo ông nhá. Quả trứng à? Ui ôi. Cho anh. Không hết mẹ thế đâu. Cho anh ăn trứng không? Cháu vừa ăn no rồi, cháu vừa ăn một bát mì đầy xong lại ăn một bát dưa hấu rồi. Mẹ bổ dưa hấu à?
bổ cái mua không để ý hết đấy, nó bị hơi bị dập dập ở dưới á. Trứng không? Con ăn trứng không kìa? Cô Hạ bóc trứng nha. Ăn trứng không? Câu cá. Vâng, cháu đang câu cá đấy. Cô Hạ bóc trứng nha. Xin nhờ. Con này tao hồ trong này thì tội gì cho nó lội trong đấy. Chú ơi, ăn trứng không? Ông đang bảo đem tội gì mà cho đi sang Phú Thọ nhà câu cá để đỡ năng mình. Nhưng mà sang Phú Thọ nó có nhiều trẻ con, nên chỉ chơi một mình. Chú sang đây đấy, đi không? Sáng đi rồi ạ. Sáng đi trẻ? Đi rồi ạ. Chiều đi nữa không? Bây giờ đi nữa không? 50.000 chơi một ngày không ạ? Hay chơi bao tiếng? Không giới hạn thời gian, nhưng mà ai mà đi lâu được. Không giới hạn thì đi. Ông cho đi đi. Thế ạ, ông cho đi đi không? Sao mấy câu cá tự quá đấy. Đông lắm, đông các chị lắm. Ông Cương cho đi kìa, đứng dậy, đi luôn. Hả? Con đi không? Đi không? Ông Cương cho đi, nhanh. Hả? Đi đi, đi cùng. Đi không? Cho sang bên chơi. Đi không? Bên mát lắm. Đi không? Ông Cương cho đi. Đi đi. Thầy đang suy nghĩ. Đi không? Cháu con đang suy nghĩ. Đi không? Đi không? Bảo nó làm nhỉ? Thôi đi, chị ông Cương đi, cho chị cô Linh đi, cho nhím ở nhà. Đi không? Con đi với cô Linh không? Đi sang câu cá, xong chiều tối về. Đi. Đi câu cá không? À, không, cháu ở nhà chơi câu cá với mẹ cháu nhỉ? Câu cá với mẹ cháu. Thôi để ông Cương đi, cô Linh đi. Sao thế ngồi dậy nào? Tử tế. Ông lận bảo là không được cho ngâm nước nhiều. Quên ấy, chẳng đi mua cái phao bơi gì nữa. Để bơm nước vào cái bể bơi. Không, chơi một lúc thì vẫn được. Vâng, vẫn dùng được mà. Mà bây giờ có khi chẳng cần bể bình phao cũng được, bởi vì nó cũng cao hơn cái bể. Bơi chìm quá. Chiều phong lan này quấn nở. Có chồng có gì đâu ạ. Mẹ con khổ được đâu ạ. Rồi đấy à? Ông mẹ nó đi mẹ đi khẩn hoa tai khóc nó về già nãy khóc à? Nãy mẹ cầm người tam xiên vào tai để cho nó xem nó đừng đừng ghê lắm, đừng đừng. Thôi nha, cháu chơi câu cá đây nhỉ? Bye bye đi con, bye bye đi. Bye bye đi nha anh, bye bye đi, bye bye đi. Sáng nó xuống nó nhìn thấy bố nó còn hello. Hello. Lúc sáng dậy á? Ừ, hello. Chân mày bị mũi lỗ này anh à. Cô kéo vào, tốt.